vùng nước mặn, kiềm của hồ núi lửa châu Phi nuôi sống một loài tảo hồng lớn nở rộ. Loài tảo này sau đó làm mồi cho hàng đàn chim màu hồng háo ăn, chim hồng hạc. Mạch nước nóng cung cấp các điều kiện giống như spa, làm tăng thêm sự hấp dẫn của nơi này. Nhưng chúng không thực sự đến chỉ để ăn và ngâm nước nóng. Lý do chúng tập hợp sẽ sớm được hé lộ. Ở Kenya, nước mặn ở hồ Bogoria là một điểm tổ chức một trong những buổi tụ họp chim hồng hạc lớn nhất trên thế giới. Khi số lượng của những con chim lội nước thanh lịch này nhiều lên xung quanh các mạch nước nóng, mọi thứ sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Đã đến thời điểm giao phối, và vẻ ngoài là ưu tiên hàng đầu với loài chim nổi tiếng bóng bẩy này. Chúng ửng hồng nhờ sắc tố trong loài sinh vật phù du mà chúng ăn. Chim hồng hạc có lẽ nổi tiếng hơn loài không màu hồng. Chúng tụ tập lên đến hàng nghìn con, và mỗi con đang tìm cách ghép đôi. Rồi đột nhiên, tất cả cùng hạ xuống. Những con đực và con cái đều muốn gây ấn tượng với nhau bằng những động tác sôi nổi. Kinh điển là điệu giơ cao đầu và làm dáng xoắn. Dần dần, chúng kết thành từng cặp và tìm nơi yên tĩnh hơn. Mặc dù có xu hướng tụ tập thành đám đông lớn, chim hồng hạc được cho là loài chim sống một vợ một chồng. Tất cả các cặp đôi sẽ nuôi con cùng nhau. Ở bên rìa hồ, cặp đôi sẽ cùng nhau xây một cái tổ. Chúng sẽ cùng nhau chăm sóc quả trứng duy nhất của mình.